Trong một cuộc giao lưu, khi diễn lại cảnh hành động trong phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Mạc Văn Khoa đã bị một khán giả đánh vào mặt. Nhưng nam diễn viên vẫn vui vẻ đón nhận vì anh cho rằng do khán giả quá nhập tâm diễn xuất nên có phần xuống tay hơi nhiệt tình. Nghệ sĩ Xuân Hinh khoe video giặt quần áo cho vợ, món quà anh tặng bà xã nhân dịp mùng 8 tháng 3. Cũng trong video, Xuân Hinh thú nhận rất thích múa, có hôm 3 giờ sáng vẫn múa. Cát Tường chụp ảnh kỷ niệm mừng con gái tròn 21 tuổi. Trong ảnh, nữ diễn viên và con gái diện váy quay, khoe vẻ gợi cảm. Cát Tường trông vẫn rất cuốn hút, nóng bỏng dù ở độ tuổi U50. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long khoe bức ảnh thời trẻ như nam thần Hàn Quốc. Anh hài hước viết, cư dân mạng lấy đâu ra ảnh của ai mà cứ gán cho em nhỉ, chả giống. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả trầm trồ với độ điển trai của nam nghệ sĩ ngày trẻ. Sau nhiều tin đồn về việc rút khỏi showbiz, lui về ở ẩn, Lý Nhã Kỳ đã chính thức lên tiếng. Lý Nhã Kỳ cho biết, thời điểm này, cô đang tập trung phát triển một số dự án kinh doanh, nên cô đầu tư thời gian vào lĩnh vực này nhiều hơn nghệ thuật. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rút khỏi showbiz. Á hậu Hoàng My cho biết, những hình ảnh cô đăng tải là ở đám cưới của em trai. Người đẹp chia sẻ, cô chưa sẵn sàng tiết lộ thêm thông tin về chuyện tình cảm. Minh Tuyết từng giận Bằng Kiều vì anh mải đi chơi với bạn, không quan tâm cô trong lần cả hai về nước hát. Siêu mẫu Minh Tú cho biết, cô vô cùng biết ơn vì mẹ không gây áp lực chuyện chồng con, để cô có cuộc sống tự do.